Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 170, ngoại truyện một kiếp trước. Ngày 17 tháng 3 năm Khang Hưng thứ 18, Bùi Văn Tuyên nhận được thánh chỉ đầu tiên trong đời. Khi đó hắn mới giữ đạo hiếu từ Lư Châu trở về chưa được một năm, vừa bị tần thị hứa hôn từ nhỏ thối hôn, còn đang ở hình bộ làm một chức quan nhỏ, theo lý mà nói thì không thể nào đụng tới thứ như thánh chỉ này, lại không ngờ được không biết hoàng đế nhìn trúng điểm nào của hắn đột nhiên quyết định đưa công chúa tôn quý nhất toàn bộ đại hạ, người như hòn ngọc quý trên tay ông ta bình nhạc điện hạ, tứ hôn cho hắn. Thế là một thánh chỉ bỗng nhiên rơi xuống bùi ra, hắn tiếp chỉ trong sự ngơ ngác thì đã được xác định vận mệnh. Đêm hôm tiếp chỉ đó, hắn không ngủ, nằm trên giường mà cả người đều có chút hoảng hốt, hắn ôm lấy bản thân mình trong màn đêm, nhìn mặt trăng, trong lòng có một loại uất ức và tò mò không nói ra được cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn rõ tướng mạo của bình nhạc điện hà cũng chưa từng có bất kỳ lần gặp mặt nào với nàng ấn tượng đối với nàng đều bắt nguồn từ lời thuật lại của người khác nghe nói nàng ngang ngược kiêu căng động tí là đánh người hung hăng càn quấy vô cùng đáng sợ một người như vậy đột nhiên sắp trở thành thê tử của hắn mà hắn còn không có bất kỳ cách gì từ chối hắn vốn đang định đến tần gia xem thử tần gia thối hôn với hắn chuyện này là do nhị thúc hắn một tay xử lý, hắn luôn cảm thấy có chút không bình thường, bây giờ thì không cần quan tâm cái gì nữa. Vận mệnh của hắn, hôn sự của hắn đã bị người khác quyết định rồi. Chuyện như vậy làm cho người ta rất không thoải mái, nhưng càng không thoải mái hơn chính là sáng ngày hôm sau, khi hắn mở cửa thì đã nhìn thấy ở cửa viện có một đám người đứng đó. Đám người này là người trong cung đến dạy quy tắc cho hắn. Nói là học quy tắc, nhưng thật ra không chỉ là quy tắc, đám người này tới đây, chuyện thứ nhất chính là nghiệm thân. Từ trên xuống dưới của hắn đều bị kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới mặc quần áo vào trong tiếng cười nhẹ của bọn nô tài này rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó hắn bắt đầu học tập quy tắc của phò mã, từ việc vấn an công chúa cho đến sinh hoạt phu thê với công chúa đều có quy định kỹ càng. Lễ nghi dường già như vậy khiến hắn còn chưa gặp Lý Dung thì đã sinh lòng chán ghét. Hắn nghĩ thầm, công chúa được ngàn vạn dùng ái mà lớn lên như vậy thì tinh khí phải lớn tới mức nào, không tốt đến cỡ nào. Thế nhưng có không tốt thế nào thì đó cũng là công chúa, cũng là người gả cho hắn, hắn cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc mà học thôi. Chờ đến hôm đó thành thân, sự chán ghét này lại có thêm mấy phần bất an. Phụ thân hắn không có những người con khác dựa theo lễ chế thì nên do huynh đệ của hắn thay hắn đến trước cửa cung đón dâu, nhưng hắn không có huynh đệ có thể tín nhiệm được, chuyện lớn như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự mình làm. Vì thế hắn đã là một phần dẫn phượng từ, với văn chương phấn chấn, muốn che giấu sự chật vật của hắn. Nhưng không biết vì sao, khi hắn đứng ở cửa cung nghênh đón Lý Dung, hắn vẫn có thêm mấy phần sợ hãi khó hiểu. Hắn bắt đầu lo lắng, mình tới đón dâu không hợp quy tắc thì lý dung có tức giận hay không có khi nào đánh hắn hay không lý dung đánh một lần rồi thì sau này có khi nào thường xuyên đánh hắn mắng hắn hay không chuyện khác đều có thể nhẫn nhịn nhưng nếu lý dung đánh hắn mắng hắn thì hắn phải nhịn thế nào trong lòng hắn tưởng tượng ra sự đáng sợ của lý dung tâm trạng khó an ổn hắn ngơ ngác chờ đợi thì nghe có người từ từ mở cửa cung ra sau đó hắn nhìn thấy xe liễn chậm rãi đi đến Nữ tử mặc áo cưới, trong tay cầm quạt màu vàng ở trước mặt mình, ngồi quỳ chân phía sau màn xe, chậm rãi xuất hiện từ bên trong cửa cung. Không hung thần ác sát như trong truyền thuyết, không cực kỳ xấu xí như trong tưởng tượng, nữ tử ngồi sau màn xe thậm chí còn hiện ra một loại xinh đẹp vượt qua người thường, cho dù chỉ lộ ra một đôi mắt cũng khiến Bùi Văn Tuyên nhìn đến có chút ngây người. Cũng may rất nhanh hắn đã thu lại tâm trạng, ở trước mặt mọi người ra vẻ chấn định, hắn kéo quyền trục dài ra, vì lý dung mà đọc lên bài dẫn phượng tư. Tài văn chương của hắn phi phàm, sau khi đọc xong, xung quanh đều là tiếng vỗ tay, hắn cũng không biết vì sao, quỷ thần xui khiến mà không nhịn được ngừng đầu nhìn thoáng qua về phía xe liễn. Thế là vừa vặn nhìn thấy cô nương cũng đang trộm nhìn hắn, một đôi mắt tràn đầy sự tò mò rơi trên mặt hắn. Hai người hơi đối mặt rồi lại ra vẻ chấn định rời đi. Chỉ có trong lòng Bùi Văn Tuyên biết, trông bản thân mình bình tĩnh nhưng nhịp tim lại có nhanh đến kỳ lạ. Dẫn Phượng Từ, nhận được sự thành công lớn, cũng xem như là cho hôn sự này một mở đầu tốt, hắn xoay mình lên ngựa, dẫn Lý Dung đi về phía phủ công chúa. Chờ đến phủ công chúa rồi, hắn và Lý Dung bái thiên địa. Hắn vụng trộm dương mắt nhìn dung mạo của cô nương, cây quạt của cô nương lại ngăn cản rất tốt cuối cùng lúc xoay người cũng lộ ra được một chút dáng vẻ nhưng mà cũng chính lúc đó hắn bị mũ đội của công chúa đâm một cái đâm đờ ến ra đầu nhưng hắn không thể kêu lên chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống cùng lý dung hoàn thành phu thê giao bái dường như lý dung cũng phát hiện ra sự thật hắn bị mũ đội đâm nàng mím môi nhịn cười trong đôi mắt đều là ý cười xinh đẹp lạ thường chưa lấy quạt ra mà đã như thế chờ đến khi cây quạt rời đi Cô nương ngồi bên giường, mang theo nửa phần e lệ nửa phần tò mò mà ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hoàn toàn không nói nên lời nữa. Hắn nhất thời cũng không nhớ được những phiền muộn của mình trước khi gặp Lý Dung, hắn cùng Lý Dung uống rượu giao bôi, cho hạ nhân lui xuống, sau khi chỉ còn lại hai người trong phòng thì không dám làm gì nữa. Hai người ngồi một mình ở đầu giường, Lý Dung không có ý định lên tiếng, Bùi Văn Tuyên cũng không dám mở miệng. Ngồi rất lâu Lý Dung mới thấp giọng mở miệng, "Lang quân còn chưa nghỉ ngơi sao?" Nghe thấy lời này, trái tim Bùi Văn Tuyên nhảy tới cổ họng. Đương nhiên hắn biết nghỉ ngơi là cái gì, hắn đứng dậy, dựa theo lời quy củ mà cung kính nói, "Xin cho vi thần gỡ mũ giúp điện hạ." Lý Dung đỏ mặt gật đầu, Bùi Văn Tuyên quỳ sau lưng Lý Dung, gỡ mũ đội xuống cho nàng. Lúc hắn làm những việc này, tay vẫn luôn không khống chế được có hơi run. Lý Dung ngoan ngoãn cúi đầu, dường như hoàn toàn không biết sự căng thẳng của hắn, ngược lại là tự mình nắm chặt góc áo, trông vô cùng hồi hộp. Phát hiện ra Lý Dung cũng căng thẳng, Bùi Văn Tuyên có chút thả lỏng, nhớ tới bây giờ Lý Dung chưa qua tuổi 18, tính ra hắn còn lớn hơn 2 tuổi, hắn làm huynh trường thì chăm sóc thật tốt mới phải. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại trở nên bình tĩnh, khi tháo tóc cho Lý Dung, hắn lại lấy nước, tháo trang sức giúp nàng, đến bước cuối cùng hắn nhìn cô nương ngồi bên giường rất lâu sau hắn mới quỳ trên mặt đất khàn giọng cung kính lên tiếng xin cho vi thần cởi áo cho điện hạ lý dung hoàn toàn không dám nhìn hắn nàng nghiêng đầu đi nhìn cửa sổ thấp giọng lên tiếng ưm um. lần này dù hắn tự an ủi mình cỡ nào cũng không khỏi run tay hắn cởi từng chiếc từng chiếc y phục của nàng sau đó cởi y phục của mình rồi buông màn xuống sau khi hai người ở bên trong màn lẳng lặng nằm cùng nhau rất lâu sau lý dung nhẹ nhàng kéo lấy hắn thấp giọng hỏi hắn lang quân vẫn không nghỉ ngơi sao trong lòng bùi văn tuyên căng thẳng hắn cảm nhận được chiếc khăn vuông được lót dưới người bọn họ cũng biết ngày mai sẽ có rất nhiều người chờ một kết quả trong lòng hắn có chút khó chịu không nói ra được thế nhưng khi hắn xoay người nhìn thấy đôi mắt của lý dung hắn đột nhiên lại cảm thấy sự khó chịu này đã biến mất không còn dấu vết hắn nhìn lý dung rất lâu sau hắn nghiêm túc mở miệng điện hạ nguyện ý không lý dung nghe thấy lời này thì dường như có chút thẹn thùng nếu là lang quân giọng nói của nàng rất nhẹ tất nhiên là nguyện ý nhưng lại không biết lý dung đưa mắt lên nhìn có mấy phần thấp thỏm lang quân có nỗi lo khác sao đôi mắt của nàng rất sáng mang theo chút nũng nịu mềm mại của thiếu nữ, giống như trời trong sau cơn mưa, người ta nhìn đến mức lòng cũng nhũn ra. Bùi văn tuyên nhìn nàng chăm chú, khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên có loại xúc động cam chịu số phận. Lý Dung cũng là người được ban hôn, Trung Quy cũng là người bị hại, hắn đã không chống lại được hoàng mệnh, vậy thì cũng không cần phải phụ lòng cô nương này, cố gắng ở cùng nhau cả đời, cũng tốt. Trong lòng hắn giống như bị cái gì đó mê hoặc, hắn không khỏi tới gần. Ngây ngô hôn môi, sau đó đụng chạm. Lúc làm hắn rất căng thẳng, chỉ sợ làm đau nàng, cô nương ôm lấy cổ hắn, hàm răng cắn chặt môi, nàng thoáng lắc đầu, hắn đã cảm thấy trong lòng căng lên. Hai người quấn lấy nhau cả một đêm, giai đoạn đầu còn tính là tra tấn lẫn nhau, chờ đến sau đó thì đã có chút thú vị. Có điều đây là lần đầu tiên của Lý Dung, hắn không dám quá mức, thấy có máu nhuộm khăn trắng, Hắn cắn răng hỏi nàng còn muốn không. Lý Dung mở đôi mắt mê ly nâng dương mắt nhìn hắn, trong cổ hắn căng lên, Lý Dung nhìn hắn, chỉ hỏi, chàng khó chịu sao? Không khó chịu. Hắn nói lời trái lương tâm, nhờ vào điện hạ. Lý Dung không nói lời nào, nàng nhìn hắn, rất lâu sau, nàng vươn tay ôm lấy hắn, chỉ thấp giọng nói, ta không sao, xin lang quân cứ tự nhiên. Chỉ một câu như như Bùi Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy toàn bộ phòng tuyến trong lòng sụp đổ. Hắn không tiếp tục, chỉ cúi đầu hôn nàng rồi dịu dàng nói, thần sợ điện hạ đau, điện hạ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai người quan tâm lẫn nhau, chờ đến ngày hôm sau, Bùi Văn Tuyên tỉnh lại sớm hơn một chút, hắn vừa tỉnh là Lý Dung cũng tỉnh. Bùi Văn Tuyên dựa theo quy tắc mà quỷ bên giường hành đại lễ, điện hạ thần an, thiên tuế vạn phúc. Lý Dung có chút ngơ ngác, đôi mắt nàng bình tĩnh nhìn bùi văn tuyên một lúc mới phản ứng được sau đó nàng cười nói cũng không có ai nhìn chàng làm chuyện này làm gì đây là quy tắc chàng và ta là phu thê lý dung nằm trên giường gối đầu lên cánh tay nhìn hắn cũng không phải là quân thần làm nhiều quy tắc như vậy làm gì xin lang quân đứng lên đi bùi văn tuyên do dự một lát lý dung nhẹ giọng nói lang quân không muốn ư nói vậy cũng đúng Bùi Văn Tuyên đưa ra quyết định, nàng muốn làm phu thê với hắn, vậy thì làm phu thê là được, thế là hắn đứng dậy rồi chăm sóc nàng rời giường. Lý Dung cũng không phải là người kiêu ngạo như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí nàng còn vô cùng dịu dàng chu đáo, mang theo một chút yếu ớt của nữ nhi, lại thêm mấy phần thông minh mà người thường khó có được. Bọn họ cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thực hiện thú vui khuê phòng nàng ở nhà nhã nhặn nhưng thực chất bên trong lại có chút điên cuồng ầm ý. Ban đêm vào một ngày nọ, nàng nói cho hắn biết, nàng ở trong cung nhiều năm như vậy chưa từng đi dạo tiết hoa đăng, hắn nghe mà cũng có chút đau lòng, đêm thất tịch hôm đó, hắn dẫn nàng xuất cung. Nàng ở trên đường ngược xuôi giống như một chú chim linh động, thậm chí còn thay y phục của vũ cơ ba tư, lẫn trong đám người, người nhìn thấy không rời ánh mắt được. Nàng có động, cũng có tĩnh nàng thích chữ hắn viết, vụng trộm cầm chữ của hắn mô phỏng theo, hắn đi đến phía sau nàng, nhìn nàng mô phỏng hồi lâu, từ đầu đến cuối không thể ra hình, hắn không nhịn được giơ tay lên nắm chặt tay nàng rồi nói khẽ, ta dạy cho nàng. Trên tay Lý Dung dừng lại rồi bên tay đỏ lên, nàng cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Ưm, um, một tiếng nho nhỏ như vậy đã cào vào trái tim hắn. Vừa ngọt vừa ngứa, hắn cũng không nghĩ nhiều đến chuyện khác chỉ cảm thấy cô nương này vô cùng đáng yêu. Khi đó chính là lúc thượng quan thị như mặt trời ban trưa, hắn làm phò mã của Lý Dung, thượng quan thị không thích, dù sao hắn cũng xuất thân hàn môn, thân phận hèn mọn nhưng nếu như đã cưới, thượng quan thị cũng không đành lòng để Lý Dung làm thê tử của tiểu quan cửu phẩm, thế là nhận được sự săn sóc của thượng quan thị, hắn từ tổng cửu phẩm vọt thẳng lên lục phẩm vào ngự sử đài, cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Nhưng hắn không mốc, hắn biết rõ ràng, thượng quan thị để hắn vào ngự sử đài. Một khi nhận cảnh ô liu này thì mang ý nghĩa là đã gia nhập vào cuộc tranh đấu đoạt đích trên triều đình. Cho nên cùng ngày sau khi hắn được thượng quan húc gọi đi hỏi thăm, hắn vẫn luôn ở trong thư phòng không ngủ, suy nghĩ đến hơn nửa đêm, chờ đến khi về đến phòng thì nhìn thấy Lý Dung. Hắn cảm thấy bản thân mình suy nghĩ vô ích rồi. Hắn trung quy cũng là trượng phu của Lý Dung, lý dung không bỏ rơi được lý xuyên thì hắn không có khả năng bỏ rơi lý xuyên được thế là đợi đến ngày hôm sau hắn đồng ý với thượng quan thị rồi vào ngự sử đài gia nhập vào sự phân tranh trên triều đình hắn không thể lơ là từ sau khi vào ngự sử đài hắn vô cùng cố gắng trên dưới kết giao với người quyền quý công việc trên tay luôn hoàn thành vượt qua sự mong muốn vì thế hắn đi sớm về trễ lý dung cũng không có chút phàn nàn có lần hắn uống nhiều rượu, sợ đánh thức Lý Dung nên tự mình nằm ngủ trên giường nhỏ, ngủ đến nửa đêm thì nôn khan không ngừng, cuối cùng ói ra máu. Chờ đến lúc tỉnh lại, hắn cảm thấy có người châm đèn, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Lý Dung với khí thế hùng hổ đứng trước mặt hắn, quát to một tiếng, quay về. Đêm hôm đó hắn mới biết được hóa ra Lý Dung cũng cáu kỉnh. Tính tình còn rất dữ dằn. Hắn thấp giọng nói xin lỗi lý dung dường như có chút buồn bã lúc nàng lấy nước cho hắn bùi văn tuyên nhỏ giọng nói ta sai rồi sau này không uống nhiều như vậy nữa nàng đừng giận ta ta không phải giận chàng lý dung khàn giọng ta giận bản thân ta giận bản thân ta không có bản lĩnh nhưng hắn biết không phải là nàng không có bản lĩnh bản lĩnh của nàng vô cùng lớn khi đó ở tiệc tân hôn tình cảm không được tính là tốt nhất nhưng cũng tay nắm tay cùng tiến Mãi đến đầu tháng 8, tin tức Lý Xuyên thành hôn được tuyên bố, hắn lại một lần nữa nghe được tên của Tần Chân Chân. Lúc ấy Lý Dung tán gẫu với hắn, nói đó là người được Hoàng hậu Thượng Quan Nguyệt chọn lựa, lần này mẫu hậu chọn năm cô nương, hai người hàn môn, chàng đừng thấy là hàn môn nhưng trong tay nắm quân quyền đấy, cho Xuyên Nhi cũng là một sự trợ lực. Hàn môn, quân quyền, Bùi Văn Tuyên nghe nói như thế thì cảm thấy có chút bất an, không khỏi hỏi thêm một câu. Ai, có một người có thể là chàng biết, là nữ nhi của bạn cũ phụ thân chàng, tên là Tần Chân Chân. Lý Dung nói đến mức hững hờ, thân phận nàng ta hơi thấp, mẫu hậu muốn cho nàng ta làm trắc phi, vài ngày trước đã tuyên vào cung ngọc, nghe nói những cái khác đều tốt, chỉ là có chút quá thẳng tính. Bùi Văn Tuyên nghe không lọt, hắn hiểu rõ, tính tình của Tần Chân Chân làm gì chỉ có thẳng. Trong lòng hắn nhất thời có chút hốt hoảng hắn chỉ nói ca ca của nàng ấy đâu còn đang ở bên quan đấy trong nhà do nàng ta làm chủ lý dung chỉ cho rằng hắn quan tâm cố nhân nên tùy ý nói chuyện này cũng được quyết định rồi rất nhanh sẽ tuyên bố hy vọng hôn sự lần này của xuyên nhi thuận lợi bùi văn tuyên không lên tiếng hắn ngẩn ngơ lý dung quay đầu lại cảm thấy hắn có chút kỳ lạ văn tuyên à bùi văn tuyên hồi thần chỉ nói không có gì dù sao cũng không liên quan gì đến hắn, không được tính là chuyện gì. Chuyện của Tần Chân Chân chẳng qua chỉ lóe lên trong đầu hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà cùng Lý Dung tiếp tục trải qua cuộc sống của hắn, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua vô nghĩa gì cả. Cũng chỉ dọc đường nghe nói Lý Xuyên đã thành hôn, thỉnh thoảng nghe nói hậu cung của Lý Xuyên có chút đấu tranh. Hắn không hề để trong lòng, mãi đến có một ngày hắn đi ra từ phủ của Lý Xuyên thì bị hạ nhân của tần chân chân cản đường đi. Công tử, văn cầu ngài mau cứu tiểu thư đi công tử. Nàng ấy mắc phong hàn, sốt cao không hạ, đã sớm sốt đến mơ hồ. Bởi vì nàng ấy cứu người rơi xuống nước mà bị vu cáo ngược lại là đẩy người, sau khi bị trách phạt thì sinh bệnh, không có thuốc, cũng không có đại phu. Thấy cố nhân như vậy, sao Bùi Văn Tuyên có thể yên tâm được? Tần Lâm không ở đây, hắn đương nhiên sẽ săn sóc. Lúc này hắn suy nghĩ biện pháp, làm thuốc, tìm đại phu cho nàng ấy. Sau khi làm tất cả, hắn lại cảm thấy có chút không ổn, không biết là trột dạ từ đâu tới khiến hắn giận dò hạ nhân kia. Đừng nói với tiểu thư nhà ngươi là ta tới, coi như là ngươi mời, truyền ra ngoài đối với ta và nàng ấy đều không tốt. Hạ nhân vội vàng đáp lời. Bùi Văn Tuyên sắp xếp tất cả rồi trở về từ phủ thái tử. Lúc trở về đã thấy Lý Dung chờ hắn ăn cơm, nàng cố ý cho người chuẩn bị canh gừng, nói là sợ hắn bị lạnh. Hôm nay chàng đi dạo ở chỗ xuyên nhi trong thời gian dài. Lý Dung cười, nó là thần lửa truyền thế, không cần chuẩn bị than củi, ta sợ chàng lạnh. Bùi Văn Tuyên không biết vì sao mà tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn cúi đầu lên tiếng ừm không biết tình cảnh của Tần Chân Chân, ngược lại cũng tính là vẫn tốt. Bây giờ biết tình cảnh của nàng ấy rồi, Bùi Văn Tuyên cảm thấy có chút khó mà buông được. Bọn họ quen biết từ thuở nhỏ, hắn biết rõ tính tình của Tần Chân Chân, nàng ấy rơi vào tình trạng như thế, trong lòng hắn có chút khó có thể bình an được, đã giúp một lần, hắn cắn môi, thì giúp lần hai. Cố ý dẫn Lý Xuyên tới trước mặt Tần Chân Chân, tạo ra việc tình cờ gặp cho bọn họ một tới hai đi, tần chân chân cuối cùng cũng vào được mắt Lý Xuyên, ngày tháng trôi qua tốt hơn một chút. Mà vào những lúc này, Lý Dung bắt đầu hỏi bệnh khắp nơi. Bọn họ ở cùng nhau đã gần một năm, bụng của Lý Dung từ đầu đến cuối không có động tĩnh, nàng không khỏi có chút sầu lo. Nàng không dám nói cho Bùi Văn Tuyên biết, mà Bùi Văn Tuyên đã quen không để ý đến những chuyện này, cũng không nhận ra sự khác thường của nàng chỉ là thỉnh thoảng phát hiện ra nàng uống thuốc, hỏi một câu thì nàng đáp, là chốt phương thuốc làm đẹp, nghe nói có thể trở nên đẹp hơn một chút. Bùi văn tuyên nghe thấy thì cười, hắn chỉ nhắc nhở nàng, đừng uống mấy thứ này linh tinh, để thái y kiểm tra xem, uống cho bệnh đi thì không tốt. Lý dung lẻ lưỡi, giống như đứa trẻ. Cuộc sống của tần chân chân tốt hơn, bùi văn tuyên cũng yên tâm, nghĩ đến sau này chỉ xem tạo hóa của nàng ấy, cũng không cần quan tâm nữa. Ai nghĩ tới, vào lúc lập thu, trong cung vì chúc mừng sinh thần của Thái Hậu mà cử hành yến hội, văn võ bá quan được mời, Lý Dung và hắn cùng tham gia, còn đang ngồi trên ghế thì hắn đã nhận được tin tức, tần chân chân bị người ta hạ thuốc rồi nhốt ở thiên điện. Có ai không biết sự bần thỉu của những thủ đoạn này trong cung, Bùi Văn Tuyên nghe được lời này thì biết được tình cảnh của tần chân chân không cứu thì hôm nay tần chân chân xong rồi. Cứu, Bùi Văn Tuyên không biết thế nào, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Nhưng sự việc tới bước này, hắn dù sao cũng phải cứu người. Thế là hắn tính toán thời gian, mượn lý do đi đại tiện để ra khỏi bàn tiệc, sau đó vội vã chạy tới thiên điện muốn cứu người trước. Trong bữa tiệc Lý Dung đang uống rượu với người ta thì phát hiện ra không thấy bóng dáng của Bùi Văn Tuyên, trong lòng nàng không khỏi có chút bất an không bao lâu nàng không khỏi hỏi đồng nghiệp một câu phò mã đâu đồng nghiệp nhất thời có chút luống cuống sự luống cuống này rơi vào trong mắt lý dung lý dung lập tức lạnh mặt nàng đưa đồng nghiệp ra khỏi đại điện rồi đè thấp giọng nói phò mã đâu đồng nghiệp lập tức quỳ xuống nói ra hết sự việc lý dung nghe nói như thế thì hít sâu một hơi rồi xách váy chạy nàng chạy như bay một đường đến thiên điện rồi đẩy cửa lớn ra sau đó thì thấy Bùi Văn Tuyên đứng bên giường, trên giường có một nam một nữ đang nằm. Bùi Văn Tuyên nghe thấy tiếng thì quay đầu, nhìn thấy người tới thì bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Dung Dung, câm miệng. Lý Dung không nhiều lời chỉ nói, chàng ra ngoài. Nhưng mà, Bùi Văn Tuyên còn chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, Lý Dung thay đổi sắc mặt, nàng lập tức tiến lên kéo nam nhân kia xuống. Bùi Văn Tuyên không kịp phản ứng, Lý Dung khẽ quát một tiếng, nhìn làm gì? Mau tới kéo, chàng đánh mạnh cho hắn xuất hiện dấu vết. Chờ một lát nữa thì nói chàng tới tìm ta, phát hiện ra tên đăng đồ tử này lén lút ở cửa ra vào, chàng đánh hắn mất xỉu, biết không? Nói xong, Lý Dung điên cuồng đạp lên mặt nam nhân này, sau đó cầm lưu hương hít mạnh rồi ngã xuống giường. Nàng vừa mới ngã xuống thì cửa bị người ta bỗng nhiên đá văng ra, chính là Giang thị, một trong các trắc phi của thái tử mang theo Lý Xuyên và Thượng Quan Nguyệt đứng ở cửa. Đám người trông thấy cảnh tượng trong phòng thì sừng sốt, Lý Xuyên kịp phản ứng đầu tiên, hắn vội vã xông vào đỡ Lý Dung dậy, tỷ. Tỷ sao rồi tỷ? Bùi Văn Tuyên nghe được tiếng gọi này thì nhanh chóng kịp phản ứng, nói dựa theo lời của Lý Dung, sắc mặt Thượng Quan Nguyệt thoáng chốc cực kỳ khó coi, trong công có chuyện gì mà bà chưa từng thấy, lập tức hiểu rõ là Giang Thị tính kế tần thị làm liên lụy đến Lý Dung. Bà đưa tay tát một cái lên mặt Giang Thị, sau đó nhanh chóng phân phó phong tỏa tin tức. Bà sẽ không để cho danh tiết của Lý Dung bị một chút tổn hại nào. Màn trò hề này dừng lại theo sự tỉnh lại của Lý Dung, Lý Dung dường như mệt rồi, sớm cáo lui với thượng quan Nguyệt rồi dẫn Bùi Văn Tuyên đi về. Trên đường trở về, Bùi Văn Tuyên cảm thấy rất hoảng, trong lòng hắn có chút sợ, lại có chút chua xót. Lý Dung ngồi trong xe ngựa, trên mặt nàng không có chút cảm xúc nào hoàn toàn khác với cô nương ngày thường đùa giỡn nói cười với hắn nàng ngồi đó không nói lời nào mang theo mấy phần cao quý bẩm sinh của công chúa đợi đến lúc xuống xe ngựa hắn xuống xe trước đỡ nàng nhưng nàng lại xem như hắn không tồn tại trực tiếp đi qua loại cảm giác bị xem nhẹ này khiến trong lòng hắn có chút đau xót hắn muốn giải thích nhưng lại không có cách nào giải thích cái gì đây cứu người là do hắn muốn cứu lý dung cũng thật sự bị liên lụy hắn có gì mà giải thích chuyện đêm hôm đó hắn nhớ rất rõ ràng nàng hỏi hắn quan hệ của hắn và tần chân chân thế nào hắn nói hắn không buông được nàng ấy không phải thích cũng không phải là không thích là không buông được thật ra trong nhiều năm của quá khứ ai hỏi quan hệ của hắn và tần chân chân thế nào hắn đều sẽ đáp rằng thanh mai trúc mã người trái tim mong đợi nhưng mà lần đó đối mặt với lý dung hắn nói không nên lời. Nhưng Lý Dung không chứa được nửa hạt cát, thế là thê tử của hắn, Dung Dung của hắn, Lý Dung của hắn, chính miệng nói hòa ly với hắn. Hắn không chịu, bọn họ từ hòa ly biến thành đồng minh. Khi đó hắn vẫn chưa thật sự biết được đồng minh là gì, bản thân hắn cũng không biết, nơi sâu trong trái tim hắn, Lý Dung mãi mãi là thê tử của hắn. Hắn chấp nhận lời đề nghị của nàng, vào ban đêm, bọn họ bắt đầu chia giường ngủ hắn ngủ trên giường nhỏ lý dung ngủ trên giường một đêm đó trong lòng hắn nghẹn đến đau đớn hắn có chút muốn đi cầu hòa nhưng hắn cũng không biết nên cầu cái gì hắn chỉ nhớ rõ lời nói của lý dung liên tục nhiều lần quanh quẩn trong lòng hắn lần chỉ hôn này thật ra ngươi và ta đều không có lựa chọn chúng ta cũng là vì quyền thế thật ra mà nói cũng không có tình yêu nam nữ gì trong lòng ngươi có người trong lòng ta cũng có người trong lòng nàng có người có ai đây trong lòng nàng có người, hắn không làm lỡ nàng, lại càng không nên thích nàng. Thích nàng thì đại diện cho việc cuối cùng hắn vẫn nghe theo hoàng quyền, ngay cả trái tim mình cũng không giữ được. Thích nàng, cuối cùng nàng lại không thích mình, kết quả sợ là thương tâm. Thích nàng, sự yêu thích năm đó của mình đối với tần chân chân tính là cái gì đây? Từng nói phải thích một người, thích cả một đời, từng nói phải chăm sóc tốt cho tần chân chân, quay đầu chưa tới một năm đã thích người khác, Bản thân mình được xem là thứ gì chứ? Trong đầu hắn đầy sự ngơ ngác, trong lòng kìm nén đến hốt hoảng. Đợi ngày hôm sau thức dậy, hắn thấy Lý Dung giống như không có việc gì mà ngồi trước gương vẽ chân mày, hắn thấp giọng lên tiếng, "Để ta vẽ giúp nàng." "Không cần." Lý Dung ngẩng đầu cười cười, "Ta không thích nam nhân khác vẽ mày cho ta." "Nam nhân khác? Sao hắn lại được xem là nam nhân khác rồi?" Một câu nói đó khiến trong lòng Bùi Văn Tuyên thấy đau, hắn biết Lý Dung đang giận, cơn giận của hắn cũng tới, hắn quay người bước ra cửa. Bắt đầu từ ngày đó, hai người đã mỗi người ngủ một giường. Có lúc hắn cũng muốn lấy lòng nàng, kết quả là phát hiện, thật ra Lý Dung không chỉ dịu dàng lương thiện mà càng hùng hổ dọa người hơn. Sự lấy lòng của hắn, hoặc là đổi lấy sự lạnh lùng của nàng, hoặc chính là sự coi thường, thậm chí thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn đồ hắn tặng nhẹ nhàng nói một câu, ghê tởm. Cho dù là hắn có lỗi nhưng hắn cũng là người, ba lần bốn lượt thì cũng nổi nóng. Lúc bắt đầu hắn chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nàng. Nàng cũng giống như không có việc gì, nên làm gì thì làm cái đó. Ở các trường hợp công cộng cùng nhau tham dự, nàng sẽ chủ động kéo tay hắn, giống như tình cảm của bọn họ rất tốt. Nhưng sau lưng người khác, nàng lại làm gương mặt lạnh lùng, không nhìn thấy gì cả. Có một ngày nàng ra ngoài, nửa đêm cũng chưa về. Hắn tìm đến điên rồi, chờ nửa đêm nàng một mình quay về, thất hồn lạc phách, giống như đã khóc. Hắn có chút luống cuống, không khỏi hỏi nàng, "Người làm sao vậy?" Lý Dung Dương mắt, nàng nhìn hắn chầm chằm, rất lâu đều không nói chuyện. Chờ tới ngày hôm sau hắn hạ chiều quay về thì phát hiện ra nàng dọn đến phòng khác. Hắn cho người đi thăm dò mới biết được Lý Dung sai người đi thăm dò hắn và Tần Chân Chân. Hắn nghe thấy chuyện này thì cảm thấy nàng cố tình gây sự, lại biết mình đối lý. Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vào lúc đồng nghiệp hỏi hắn làm thế nào, khàn giọng nói, tùy nàng ấy. Lý Dung không chứa được một hạt cát, hắn lại có cát, đây là sự bế tắc giữa bọn họ. Hắn không biết phải bao lâu mới có thể tháo gỡ, hắn đang chờ, Lý Dung cũng đang chờ. Hắn nghĩ cuối cùng cũng có một ngày, hẳn là đợi được nhỉ. Nhưng không phải. Mùa thu năm khang hưng thứ 20. Quan hệ của nàng với hắn càng ngày càng bế tắc, bọn họ đã chia viện mà ngủ ở phủ công chúa, nàng không muốn gặp hắn, mỗi lần hắn đi tìm, nàng đều cho người đóng cửa lớn, ngoại trừ việc chính sự thì nàng chưa từng trò chuyện riêng với hắn. Ngày đó trời mưa lớn, hắn nghe người từ trong cung truyền tin tức, nói Lý Minh và Lý Xuyên nổi xung đột, Lý Minh lấy Lý Dung ra chút giận, để lý dung quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng quỳ bao lâu rồi một canh giờ vì sao không nói sớm người của điện hạ không đến thông báo là người trong cung đưa tin nghe được lời này hắn cảm thấy chán nản hắn không nghĩ tới ngay cả vào lúc thế này lý dung cũng không nghĩ đến hắn hắn biết chân của lý dung không tốt cũng không kịp tức giận mà vội vàng tiến cung chờ tới khi hắn đến thì đã nhìn thấy lý dung quỳ trên mặt đất tô dung khanh che ô cho nàng hai người ở trong mưa như bức tranh xinh đẹp được ông trời tác hợp trong lòng hắn đột nhiên đau đớn còn quải lúc đau còn mang theo mấy phần sợ hãi hắn đè nén cảm xúc đi vào vừa đấm vừa xoa thuyết phục lý minh cuối cùng mới đợi được lý minh thả người chờ đến lúc hắn ra ngoài thì đã nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của tô dung khanh vì sao lúc này mới đến tô dung khanh mở miệng chất vấn Bùi Văn Tuyên nghe nói như thế thì cúi đầu đỡ Lý Dung đứng dậy trước, sau đó lặng lẽ đảo mắt qua, chỉ nói, liên quan gì đến ngươi. Trong mắt Tô Dung Khanh lập tức bộc lộ sự tức giận, loại phẫn nộ đột nhiên xuất hiện kia khiến Bùi Văn Tuyên sừng sốt. Nhưng hắn còn chưa mở miệng thì đã nghe Lý Dung yếu ớt lên tiếng, "Hôm nay cảm ơn Tô đại nhân." Chưa thể giúp gì cho điện hạ, giọng nói Tô Dung Khanh khàn khàn, "Điện hạ không cần phải nói cảm ơn. Tô đại nhân có thể ở chỗ này." Lý Dung cười khẽ, nụ cười đó Bùi Văn Tuyên đã lâu không thấy, hắn cảm thấy ghen ghét, bất an, nhưng hắn vẫn muốn lo phong độ, nghe Lý Dung nói lời cảm ơn, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Hai người hàn huyên đơn giản, rồi nói tạm biệt rời đi. Không nói ra được chỗ sai nhưng Bùi Văn Tuyên cảm thấy nghẹn trong lòng. Hắn cảm thấy có gì đó xảy ra, cũng không biết là gì, hắn đưa Lý Dung về nhà, chờ đến khi lên xe ngựa, hắn cuối cùng cũng bộc phát, người xảy ra chuyện sao không cho người nói với thần. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chuyện của ta, vì sao phải nói với người mọi chuyện. Lý Dung, Bùi Văn Tuyên lập tức đau đầu, không nhịn được hỏi nàng, người còn nhớ thần là trượng phu của người hay không? Lý Dung nghe nói như thế thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Bùi Văn Tuyên chẳng lẽ người bị váng đầu? Người mà được xem là trượng phu gì của ta? Nếu như trong lòng ngươi cảm thấy như vậy, vậy ta nói trước, chúng ta vẫn nên hòa ly đi. Hắn không biết mình chúng ta gì, trong khoảnh khắc nghe thấy chữ hòa ly, hắn đột nhiên mất đi dũng khí tranh chấp, hắn nghiêng đầu đi chỉ nói, tùy người, chỉ là vẫn phải giữ cho ta mấy phần mặt mũi, đừng có tùy ý trêu chọc người khác. Lý Dung nghe thấy lời hắn nói thì chỉ cảm thấy hắn có bệnh, tự mình tìm một chỗ, nghiêng đầu ngủ. Bùi Văn Tuyên biết hiện tại đừng nói đến nàng để hắn chạm vào nàng, đến gần nàng nàng cũng cảm thấy phiền, hắn chỉ có thể ngồi ở một bên, ném quần áo khô cho nàng rồi tự mình đi ra ngoài. Trận chiến tranh lạnh này bền bỉ kéo dài, bọn họ cùng nhau phụ tá Lý Xuyên đăng cơ, sau đó đứng ở lập trường trái ngược nhau, ở trong phòng khách ẩm ý, ẩm ý trên triều đình xong thì về nhà ẩm ý, hắn không cãi nhau với Lý Dung, Lý Dung cũng mặc kệ hắn, hắn thấy Lý Dung không để ý tới hắn thì càng cảm thấy phiền muộn, thà rằng cãi nhau còn hơn. Năm Đức Húc thứ ba, Tần Chân Chân chết vì chúng độc, Lý Dung cho Lý Xuyên hai cái tát, đêm hôm đó, Lý Dung hiếm khi không cãi nhau với hắn, bọn họ uống rượu trong viện, thời gian ôn hòa hiếm có này lại khiến hắn cảm thấy có loại cảm động khó tả. Hắn không khỏi hỏi nàng, hình như hôm nay tâm trạng của người rất tốt. Ta cũng không phải là người không nói lý lẽ. Lý Dung cười cười, ta biết ngươi khổ sở, nhường ngươi một chút. Lời này nói cho Bùi Văn Tuyên nghẹn lời, thật ra hắn cũng không khổ sở lắm mấy năm trôi qua như thế sống chết của tần chân chân dường như cũng không còn quan trọng nữa người có số mệnh hắn cũng không quản được nhiều như vậy ngay cả bản thân mà hắn cũng không quản được chỉ là hắn không biết vì sao cũng không mở miệng hắn không muốn để cho lý dung biết hắn không thích tần chân chân chuyện này khiến hắn cảm thấy mất mặt khó tả dù sao lý dung cũng không thích hắn lý dung thích ai đây trong lòng hắn luôn có một đáp án, nhưng hắn không dám nghĩ. Suy cho cùng thì dường như năm nay người kia đã gần 30, người có xuất thân cao quý như vậy nhưng từ đầu đến cuối không thành hôn, trong lòng hắn rõ ràng là vì sao. Hắn sợ đáp án này đến mức tình nguyện không biết. Những năm đó hắn và Lý Dung chính là vừa ẩm ý vừa nương tựa lẫn nhau. Mấy năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, Lý Xuyên và Thượng Quan ra chém giết, Thượng Quan Nguyệt và Thượng Quan Húc lần lượt chết đi, Bùi Văn Tuyên trở thành nơi nương tựa duy nhất của Lý Dung. Cho dù nàng gần như không dựa vào. Chỉ có buổi tối ngày hôm đó khi Thượng Quan Nguyệt chết đi, nàng khóc đến mức không còn dáng vẻ gì, Bùi Văn Tuyên ôm nàng trong lòng không nói một lời. Lúc đó, Bùi Văn Tuyên gần như có khoảnh khắc cho rằng, nàng trở về rồi. Nhưng sau đó hắn mới hiểu rõ, có một vài tổn thương chỉ cần đã có vết thương rồi thì sẽ không khép miệng. Đức Húc năm thứ bảy, Tô Thị sụp đổ, Lý Dung vì Tô Gia mà cãi nhau với Lý Xuyên ngay trên triều đình, thậm chí còn lấy thượng quan Nguyệt ra, nói muốn phế Lý Xuyên. Lý Xuyên giận dữ, phạt trưởng Lý Dung ngay trên triều, lúc Bùi Văn Tuyên nghe được thì nhanh chóng chạy tới. Khi chạy đến đã thấy Lý Dung nằm sấp trên ghế, cả người toàn là máu. Hắn chưa bao giờ thấy Lý Dung như vậy, nhìn thấy là hoảng, nhưng Lý Dung nắm lấy tay hắn, chỉ nói với hắn ta muốn bảo vệ Tô Gia. Tay hắn đang run rẩy, lý dung ngẩng đầu nhìn hắn chầm chằm ta cầu xin ngươi đây là lần đầu tiên nàng mở miệng cầu xin hắn hắn không thể từ chối cũng không dám từ chối hắn sợ hắn mà không giúp đỡ thì lý dung có thể làm ra chuyện lớn hơn lý xuyên đánh lý dung nên thấy áy náy hắn cho một bậc thang lý xuyên thuận theo mà xuống nước nhưng tội chết có thể miễn tội sống thì khó tha cả nhà tô thị bị thiến nam đinh tự vẫn trong mục chỉ có tô dung khanh vẫn sống Lý Dung Khang Khang đưa Tô Dung Khanh về phủ, lúc hắn biết được tin tức thì từ trong cung cưỡi ngựa thẳng về phủ công chúa, đẩy cửa vào gây gổ ta nghe nói người muốn giữ Tô Dung Khanh ở trong phủ ư. Ta không đồng ý. Người có đồng ý hay không thì liên quan gì đến ta. Đây là phủ công chúa, không phải là bùi phủ. Nếu như người không đồng ý, Lý Dung đưa tay chỉ vào cửa lớn, người cứ cút. Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung chằm chằm, tĩnh mai nhanh chóng tới vội nói, điện hạ không xong rồi, Tô Công Tử tỉnh lại lại muốn tự vẫn. Lý Dung nghe nói như thế thì nhanh chóng muốn đi ra ngoài, Bùi Văn Tuyên bắt lấy nàng, không được đi. Người nổi điên cái gì vậy? Lý Dung nhíu mày, Tô Thị chết hết rồi chỉ còn lại một mình hắn, bây giờ ta không thể để cho hắn xảy ra chuyện được. Ta không cho phép hắn ở lại phủ công chúa, nếu như người giữ hắn lại, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng chằm chằm, ta sẽ đi. Lý Dung nghe thấy lời này thì ngẩn người một lát sau nàng cười một tiếng giật tay ra khỏi hắn chỉ nói đi thì đi đi có bệnh à nói xong lý dung liền đi ra ngoài bùi văn tuyên đứng ở đại đường nàng không để ý nàng không giữ lại hắn đi hay không đi nàng đều không quan tâm hắn được xem là gì chứ nàng nói đúng hắn có bệnh có bệnh mới ở lại phủ công chúa làm chuyện hạ thấp chính mình như vậy Hắn không thể chịu đựng được việc Tô Dung Khanh ở lại thêm một khắc nào, đêm đó liền thu dọn quay về bùi phủ. Hắn cho rằng mình quay về bùi phủ rồi thì sẽ buông được, sẽ sống tốt hơn một chút, nhưng không. Hắn lại nhớ tới Lý Dung vào mỗi đêm bừng tỉnh, nghĩ xem Lý Dung đang làm gì, nghĩ xem có phải Lý Dung đang ở cùng với Tô Dung Khanh hay không. Hắn thấy vô cùng may mắn vì Tô Dung Khanh là một người bị thiến, y không làm được gì cả, đây là điều may mắn duy nhất của hắn. Hắn cố gắng cách xa Lý Dung một chút, không nghe, không thấy, không nghĩ đến. Cứ như vậy cũng không biết là qua bao lâu, Đức Húc năm thứ 10, hắn 34 tuổi, đêm thất tịch năm đó đã treo hoa đăng, vô cùng long trọng, hắn để đồng nghiệp dẫn đường, cùng nhau ra phố. Một mình hắn đi trên đường, nhìn thanh niên người đến người đi, hắn liền nhớ lại thất tịch năm 20 tuổi, hắn và Lý Dung đi với nhau. Hắn nghĩ đi nghĩ lại thì không khỏi bật cười ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy Lý Dung. Lý Dung đứng trong đám người, nàng không già đi một chút nào, so với năm nàng 18 tuổi thì còn thêm mấy phần ôn hòa mềm mại mà thời gian mang đến. Nàng ngửa đầu nhìn người nước ngoài biểu diễn xiếc trên đài, đến lúc đặc sắc nàng bèn vỗ tay lớn tiếng hoan hô. Bùi Văn Tuyên nhìn từ xa xa, đó là khoảnh khắc hắn thấy thỏa mãn nhất sau khi rời khỏi phủ công chúa. Hắn phát hiện ra, mình vẫn phải trở về, dì sao đi nữa hắn vẫn là trưởng phu của nàng. nhưng khi hắn cất bước muốn đến chào hỏi lý dung thì mới nhìn thấy ở phía trước tô dung khanh sách một chiếc hoa đăng xuất hiện sau lưng lý dung. lý dung quay đầu nhìn y, ánh mắt rơi trên hoa đăng trong tay tô dung khanh. đột nhiên lạnh mắt. sau đó nàng giống như một tiểu cô nương nhào vào ngực đối phương, một tay tô dung khanh sách đèn, một tay ôm thiếu nữ, nhẹ giọng nói điện hạ cẩn thận. y cũng không hề khác gì trước kia vẫn thanh quý yêu nhã như thế, dù đã là người nửa tàn nhưng vẫn không bị tổn hại phong hoa. Bọn họ ôm nhau dưới đèn, cực kỳ tốt đẹp. Hắn giống như một người dư thừa, hắn cũng không nên tồn tại. Trái tim hắn run rẩy, hắn không biết mình bị làm sao, tự làm khổ mình nhìn hai người kia, mắt cũng không rời đi. Bọn họ tay nắm tay, giống như năm hắn 20 tuổi. Bọn họ đi qua phố dài, giống như năm hắn 20 tuổi. Lý Dung cười quấn lên người y nũng nịu, giống như năm hắn 20 tuổi. Dưới pháo hoa, Lý Dung nhón chân lên nhẹ nhàng hôn y. Giống như năm hắn 20 tuổi, từng có được. Bùi văn tuyên cùng bọn họ về phủ công chúa rồi quay lại phố dài. Hắn đi một mạch đoán đố đèn, thắng được hoa đang đầy đường. Đồng nghiệp không nhìn nổi nữa, thấp giọng nói, công tử, hay là quay về đi. Về đâu? Bùi văn tuyên có chút mờ mịt hắn không biết đi về đâu đồng nghiệp nhìn dáng vẻ của bùi văn tuyên cuối cùng cũng khuyên hắn về phủ công chúa đi dù sao ngài cũng là phò mã ngài quay về ai cũng không thể ngăn cản tô dung khanh là người bị thiến hắn không làm được gì cả ngài quay về nhận lỗi với điện hạ sống cho tốt là được rồi nhận lỗi sống cho tốt nhận lỗi đi nhận thua đi chỉ cần nhận có lẽ nàng sẽ quay đầu lại hắn đứng trên con đường dài lần đầu tiên hắn muốn quay đầu như vậy, muốn trở về đến vậy, đi tìm lại mọi thứ thuộc về hắn. Lúc kịp phản ứng, hắn một đường chạy như điên về phía phủ công chúa, gõ cửa lớn. Người gác cổng nhìn thấy hắn thì ngẩn người, phò mã. Bùi văn tuyên không nói lời nào, hắn đẩy cửa muốn đi vào, người gác cổng kịp phản ứng vội nói, phò mã, ngài chờ một lát nô tài đi thông báo. Đi thông báo cái gì? Bùi văn tuyên bị câu nói này chọc giận, đây là nhà ta ta muốn trở về tìm thê từ ta mà các ngươi còn cần thông báo sao đứng lại hết cho ta bùi văn tuyên hét to một tiếng thị vệ đều xông tới ngăn cản người của phủ công chúa bùi văn tuyên một đường đi vội hắn nghĩ kỹ rồi hắn nhận lỗi với lý dung chịu thua lý dung hắn và lý dung nhưng tất cả sự tưởng tượng của hắn đều dừng lại tại khoảnh khắc nghe thấy tiếng thở khẽ của lý dung bước chân của hắn dừng lại trước cửa phòng hắn nghe âm thanh bên trong âm thanh đó hắn không thể quen thuộc hơn chỉ là lần này lý dung không gọi tên hắn nàng đang gọi tô dung khanh nàng nói dung khanh nhanh lên nhẹ một chút hắn muốn đi vào muốn giết tô dung khanh hắn chưa từng muốn giết một người đến vậy hắn sớm nên nghĩ tới chỉ là hắn không dám nghĩ cho dù là người bị thiến chỉ cần bọn họ đều có tình cảm với nhau thì sẽ luôn có cách nhưng hắn dựa vào cái gì chứ? Hắn lấy thân phận gì đây? Nàng đã từng đối đãi tốt với hắn, từng yêu hắn, là hắn làm tổn thương nàng. Lúc nàng liều chết cứu Tô Dung Khanh, hắn đau khổ, hắn cứu Tần Chân Chân thì sao nàng không đau khổ chứ? Hắn đứng ở cửa, nghe tiếng của Lý Dung và Tô Dung Khanh, rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng quay đầu. Hắn giống như là đột nhiên tỉnh táo, chán nản rời đi. Hắn mờ mịt đi trên đường đi rất lâu, hắn rõ ràng ý thức được là Lý Dung đã rời đi, rời khỏi thế giới của bọn họ rồi. Nàng đã tìm được một người mới, nàng thật sự hoàn toàn buông bỏ rồi. Nhận thức này khiến hắn như bị nghẹn ở yết hầu, không khỏi nhớ tới tối nay có vị đại thần mời ăn tiệc, hắn vốn từ chối bởi vì địa điểm ở Thanh Lâu, giờ phút này hắn đột nhiên quyết định đi qua đó. Hắn nghĩ, hắn cũng nên thoát ra rồi. Hắn đến bữa tiệc của vị đại thần kia, Đối phương đã sắp xếp một người trong sạch lần đầu tiên, hắn ngồi trên giường của người kia, trông đối phương cũng chỉ 18-19 tuổi, nàng ta ngồi bên giường, bọn họ mỗi người ngồi một bên, hắn vừa quay đầu lại liền cảm thấy người ngồi bên trong đó giống như chính là Lý Dung. Lý Dung 18 tuổi, buổi tối ngày bọn họ thành hôn, nàng cũng ngồi như vậy. Trong đầu hắn tràn đầy bóng dáng của nàng, hoàn toàn không chạm vào người khác được, thế là hắn cho người đưa cô nương kia đi một mình ngồi trong thanh lâu uống đến say mềm. Trước kia ở quan trường hắn uống quá nhiều, dạ dày không tốt, bây giờ quyền cao chức trọng nên có rất ít người dám rót rượu cho hắn, hắn vẫn luôn chăm sóc dạ dày. Nhưng hắn đột nhiên không muốn chăm sóc nữa, hắn uống hết chén này đến chén khác, sau đó nằm nhòi trên mặt đất phun máu, chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì đã nằm ở bùi phủ, vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy Lý Dung ở bên cạnh hắn, nàng đang cúi đầu đọc sách, thấy hắn tỉnh lại, nàng dương mắt nhìn qua rồi cười nói, tỉnh rồi. Đi đến nơi như thế mà có thể uống thành như vậy, ngươi cũng được đấy. Sao người lại ở đây? Bùi Văn Tuyên khàn giọng mở miệng, Lý Dung để sách xuống, đêm qua Vương Đại Nhân đến tìm ta, nói ngươi xảy ra chuyện, ngươi say đến nỗi vậy rồi còn luôn gọi tên ta, không quên gây phiền phức cho ta. Cũng được lắm đấy. Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn chuẩn bị cười nói chút gì đó thì nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Tô Dung Khanh, điện hạ, đến giờ rồi, nên về phủ thôi. Được rồi, Lý Dung nghe thấy tiếng của Tô Dung Khanh thì đứng dậy, nàng nói với Bùi Văn Tuyên ta phải về trước đây. Sau này ngươi đến nơi như thế thì ngủ với cô nương nào đó đi, đừng cứ uống mãi. Nếu ngươi uống chết rồi, thần uống chết thì thế nào? Bùi Văn Tuyên ngắt lời nàng, Lý Dung cười cười, người uống chết rồi thì cũng khó tìm người hợp với ta bùi đại nhân ngài vẫn phải sống lâu trăm tuổi đó vì sao người không gọi thần là phò mã bùi văn tuyên đột nhiên hỏi vấn đề xưng hô lý dung có chút mờ mịt sau khi trì hoãn một lúc nàng mới nhớ tới quan hệ của chúng ta đều như vậy rồi kêu nữa thì không tốt hơn nữa lý dung suy nghĩ một chút trần trừ nói ta và dung khanh đang ở bên nhau nói đến mặc dù hơi có lỗi Lý Dung ngẩng đầu cười cười, nhưng "Có lẽ có một ngày sẽ phải nhờ ngươi." "Nhờ cái gì?" "Ta vẫn nghĩ, nếu như thích một người thì có thể ở bên nhau." "Ở bên nhau?" Bùi Văn Tuyên chào phúng mở miệng, hai người còn không được tính là ở bên nhau sao? "Chưa thành hôn mà." Lý Dung ngẫm lại, nếu như có thể thì vẫn muốn thành hôn với hắn, ở bên nhau một cách trọn vẹn. Bùi Văn Tuyên nói không ra lời, dưới lớp chăn, hắn không khỏi nắm tay thành nắm đấm hắn là hoạn quan lý dung yên lặng bùi văn tuyên không nhịn được mà nhắc nhở người là công chúa nếu như hai người thành hôn thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ ta cũng biết là rất khó lý dung cúi đầu cười giống như một tiểu cô nương rất nhiều năm rồi hắn chưa thấy dáng vẻ này của nàng lý dung nhẹ giọng nói ta chỉ nghĩ một chút thôi được rồi ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa ta còn có việc nói xong lý dung đứng dậy rồi đi ra ngoài chờ đến lúc đi ra ngoài lý dung không hề kiêng nể mà vươn tay về phía tô dung khanh tô dung khanh ngẩn người lý dung chủ động kéo y hào hứng nói đi thôi bùi văn tuyên nhìn bọn họ đi xa hắn cúi đầu hắn cảm thấy sợ hãi hắn thật sự sợ rồi hắn bắt đầu như người bị phán tử hình bắt đầu đếm thời gian của mình mỗi ngày hắn sắp xếp rất nhiều người ở phủ công chúa thám thính tin tức của tô dung khanh và lý dung tô dung khanh luôn không chủ động Lý Dung dường như cũng rất thận trọng, từ đầu đến cuối bọn họ đều không nhắc đến vấn đề thành hôn. Hắn rất mừng lại thấy buồn bã. Mùa đông năm đó, ôn thị cuối cùng cũng đi. Ngày hắn túc trực bên linh cữu của ôn thị, Lý Dung đến cùng hắn, hắn có chút kinh ngạc, hai người quỳ gối trước linh đường nhìn ngọn lửa đèn thất tinh nhấp nháy, bùi văn tuyên không nhịn được hỏi, người tới làm gì. Năm mẫu hậu ta mất, là ngươi ở bên cạnh ta. Lý Dung dương mắt, nhìn hắn nở nụ cười, lần này để ta ở cùng với ngươi có người bên cạnh thì không giống bình thường nàng ở bên cạnh hắn nói đến ôn thị thì chỉ là chuyện đơn giản như vậy chờ ngày hôm sau nàng phải đi hắn đột nhiên bắt lấy nàng hắn giống như bắt lấy một cây gỗ nổi cuối cùng trên thế gian này hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa có tô dung khanh hay không tô dung khanh có tồn tại hay không cũng không quan trọng hắn không muốn một mình nữa hắn giống như cô hồn giã quỷ của thế giới này, không một mình nổi nữa. Hắn nắm lấy tay nàng, khàn giọng lên tiếng, đừng đi. Dung Dung, ta sai rồi, chúng ta làm lành, được không? Lý Dung ngẩn người, cũng chính vào khoảnh khắc đó, cửa linh đường bị người ta đột nhiên đẩy ra, giống như chợt tỉnh lại từ mộng đẹp, Tô Dung Khanh đứng ở cửa lặng lặng nhìn Lý Dung. Điện hạ, giọng nói y rất nhẹ, nên đi rồi. Lý Dung kịp phản ứng, nàng giống như cảm thấy xấu hổ muốn đẩy tay bùi văn tuyên ra, hắn lại không chịu buông, hắn chưa từng chật vật như vậy, hắn nắm chặt lấy nàng. Ta sai rồi, hắn khóc cầu xin nàng, rung rung, ta sai rồi, nàng đừng đi, nàng ở lại đi. Nhưng nàng không để ý đến. Nàng không để ý đến sự cầu cứu và gào thét cuối cùng của hắn, nàng chỉ cho rằng hắn mất đi mẫu thân nên đau khổ, thế là cho người miễn cưỡng gỡ tay hắn ta, bảo bọn họ trông nom hắn cho tốt rất nhiều người đè lấy hắn, khi hắn điên rồi thì không cho hắn đi tìm nàng. Bọn họ nói hắn không thích nàng, bảo hắn giữ thể diện, bảo hắn không cần phải dính chặt lấy. Hắn ngơ ngác không biết qua bao lâu, có một ngày tỉnh lại, hắn nhìn linh vị của ôn thị thì phát hiện ra đã đến ngày ôn thị hạ táng. Hắn đưa ôn thị lên núi, nhìn hoa trắng phấp với đầy trời, hắn biết, bất kể thế nào thì người còn sống phải tiếp tục. Còn phải tiếp tục, thế là hắn bắt đầu nói lời bịa đặt hết cái này đến cái khác hắn yêu tần chân chân hắn không yêu lý dung như vậy thì hắn sẽ mãi mãi không chịu thua hoàng quyền mãi mãi không đau khổ mãi mãi không hối hận hắn không sai hắn mất đi lý dung hắn không tiếc nuối không hối hận không sao hắn ngày qua ngày nói với chính mình như thế mười năm cuối cùng hắn và lý dung đều càng ngày càng bất thường Tô Dung Khanh cuối cùng vẫn từ chối Lý Dung, dù vậy Lý Dung vẫn nhất định phải dây dưa với y. Một năm, mười năm, ba mươi năm dòng dã, trong chớp mắt đến một khắc cuối cùng, Lý Dung chết bởi thuốc độc, hắn chết vì binh khí. Cùng đi đến Hoàng Tuyền, một lần nữa sống lại. Trọng sinh gặp lại, mùa xuân khang hưng năm thứ 18. Lần này nàng không chọn hắn nữa, nàng đã tổ chức cung yến. Mà mấy chục năm phủ nhận, phủ nhận đến mức bản thân hắn cũng quên mất tình cảm thật của mình. Nhưng tình cảm ấy mãi mãi tồn tại, bất kể là phủ nhận bao nhiêu lần, hắn vẫn điên cuồng gây sự trên tiệc xuân kén rể của nàng. Ai cũng đừng hòng tới gần Lý Dung. Đó là thê tử của hắn. Chương 171, ngoại truyện hai mất trí nhớ. Hắn mất trí nhớ rồi. Lúc sáng sớm khi Bùi Văn Tuyên mở mắt, hắn cực kỳ tỉnh táo mà ý thức được vấn đề này lúc này trời vẫn chưa sáng bên ngoài có tiếng sột soạt, bùi văn tuyên mở to mắt nghiêng đầu nghe thấy một nữ tử đè thấp giọng dặn dò hôm qua phò mã bị bình hoa đập vào đầu các ngươi cố gắng hầu hạ để hắn nghỉ ngơi mấy ngày này thật tốt đừng lo lắng công vụ nữa nếu như phò mã không nghe khuyên bảo thì sao ạ à? có người có chút lo lắng nữ tử cười lạnh một tiếng vô cùng uy thế vậy thì bảo hắn quỳ chờ bản cung về ta cũng muốn xem xem hắn định chết như thế nào nói xong nữ tử đi ra ngoài dưới sự vây quanh của mọi người. Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một chút là hiểu. Hắn là một phò mã, hôm qua bị bình hoa đập vào đầu. Thê tử của hắn có lẽ là một công chúa rất có quyền thế, thân là nữ tử mà còn phải vào chiều sớm, không giống bình thường. Hơn nữa, hình như thê tử của hắn vô cùng xem thường hắn, không có chút tôn trọng nào đối với hắn, có thể thấy được là không có nhiều tình cảm lắm. Có thể trở thành phò mã thì chắc hẳn thân phận của hắn không thấp bây giờ mất trí nhớ trong hoàn cảnh như vậy tất nhiên không phải là tình cờ chắc là có nhiều sự tranh chấp hơn hắn không thể bộc lộ ra điểm yếu được ổn định thế cục trước rồi nói bùi văn tuyên vừa nghĩ vừa đánh giá xung quanh mình sau khi ở trên giường trì hoãn một lúc hắn chậm rãi ngồi dậy kêu một tiếng người đâu một thanh niên đẩy cửa đi vào trong cung kính mang theo mấy phần vui vẻ nói công tử ngài tỉnh rồi bây giờ gọi người vào hầu hạ nhé Bùi Văn Tuyên ra vẻ chấn định gật đầu, trong lòng đã phân tích ra được người này đoán chừng là người hắn mang theo trước khi đến phủ công chúa, cho nên mới gọi hắn là công tử, trong toàn bộ hoàn cảnh mà nói thì là người vô cùng đáng tin. Nhưng hắn vẫn cần quan sát thêm một chút. Thế là hắn được đối phương đỡ dậy, hầu hạ hắn rửa mặt, hắn vẫn luôn không nói gì nên đối phương không khỏi thấy hơi kỳ lạ, miễn cưỡng cười nói, công tử, ngài có gì muốn nói à? Không sao chứ? Không sao. Bùi Văn Tuyên lấy khăn lau tay, nhẹ giọng nói, hôm nay ta ở nhà dưỡng thương, ngươi tìm người kể chuyện đến, ta nghỉ ngơi một chút. Hôm nay công tử thật là nhã trí, đồng nghiệp sẽ đi mời tiên sinh kể chuyện tốt nhất trong kinh đến. Hóa ra tên là đồng nghiệp. Trong lòng Bùi Văn Tuyên âm thầm ghi nhớ. Thấy đối phương hùng hổ đi ra ngoài, hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói, vẫn là để ta đi cùng ngươi đi. Bây giờ tìm một nơi hoàn toàn xa lạ trái lại sẽ an toàn hơn. Bùi Văn Tuyên đứng dậy, do đồng nghiệp dẫn đường đi đến một quán trà yêu nhã yên ắng. Tiên sinh kể chuyện đang ở bên dưới kể công chúa bá đảo, mà bách tính thích nhất lúc này. Trong câu chuyện này, công chúa Vân Tịch Thầm mến đệ nhất quý công tử Ngọc Vô Duyên trong kinh, hai người vốn lưỡng tình tương duyệt, lại bởi vì đấu tranh chính trị mà nàng bị ép gả cho Đỗ Vân Tu có xuất thân hàn môn. Vân Tịch không thích Đỗ Vân Tu nhưng vì lợi ích mà hợp tác với Đỗ Vân Tu, lợi dụng Đỗ Vân Tu để trợ giúp cho đệ đệ của Vân Tịch đăng cơ. Sau khi Đỗ Vân Tu trở thành thừa tướng thì lại biết được Vân Tịch và Ngọc Vô Duyên âm thầm yêu đương vụng trộm. Dưới sự phẫn nộ đã sát hại Ngọc Vô Duyên, đến bước này thì Vân Tịch hận hắn tận xương, bọn họ một người là trưởng công chúa tay cầm quyền cao, một người là nhiếp chính vương quyền nhưng triều chính, mang danh là phu thê nhưng sự thật là bất hòa, tương ái tương sát, dây dưa cả đời. Tiên sinh kể chuyện nói đến mức nghẹn ngào, các nữ tử dưới đài khóc sướt mướt, có vài người tiếc nuối cai chết của Ngọc Vô Duyên có vài người bi thương cho sự thâm tình của Đỗ Vân Tu, hận không thể tự mình trở thành vân tịch, lấy thân thay thế. Bùi Văn Tuyên hứng hờ nghe câu chuyện này, đồng nghiệp lặng lẽ nhìn hắn một cái, căng thẳng nói, công tử, những thứ này đều là dân gian nói lung tung, ngài đừng tức giận. Tay Bùi Văn Tuyên dừng lại một chút, nhìn phản ứng của đồng nghiệp, hắn đột nhiên ý thức được chuyện này có liên quan đến mình. Sau khi im lặng một lúc, hắn để đồng nghiệp lấy danh nhận thưởng mà gọi tiên sinh kể chuyện lên sau khi tiên sinh kể chuyện lên đến nơi bùi văn tuyên đuổi đồng nghiệp đi hắn nâng chung trà lên chậm rãi nói tiên sinh có biết câu chuyện công chúa bá đạo này bắt nguồn từ nơi nào không nghe xong lời này tiên sinh kể chuyện phịch một cái quỳ xuống trực giác cho hay đã trêu chọc vào nhân vật ghê gớm bùi văn tuyên cười cười đặt xuống một miếng vàng vụn ngài biết bao nhiêu thì nói bây nhiêu không luận tội tiên sinh kể chuyện biết rất nhiều hàn huyên với tiên sinh này một buổi chiều Bùi Văn Tuyên đoán chừng đã biết, câu chuyện này quả nhiên bắt nguồn từ hắn và vị công chúa tên là Lý Dung, cùng với đệ nhất quý công tử năm đó trong kinh là Tô Dung Khanh. Sau khi Bùi Văn Tuyên biết được thì phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, Lý Dung vậy mà lại đội nón xanh cho hắn một cách công khai như vậy, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Trước kia hắn vậy mà lại thích nàng như vậy, đáng xấu hổ. Cũng may bây giờ lạc đường biết quay lại, dựa theo những gì tiên sinh kể chuyện này nói, bây giờ hắn và Lý Dung ở trên chiều đoán chừng như nước với lửa, chỉ là không ra tay được với đối phương thôi. Bùi Văn Tuyên nghĩ rõ ràng điểm này, hắn nhìn sắc trời một chút rồi đứng dậy rời đi. Lý Dung sắp về phủ rồi, hắn còn phải giả vờ một chút. Bùi Văn Tuyên giấu tâm sự trong lòng quay về phủ, hắn vừa đi vừa nói lời khách sáo với đồng nghiệp, đầu óc đồng nghiệp đơn giản, rất nhanh Bùi Văn Tuyên đã lần mò được rõ ràng phủ công chúa. Sau khi đợi một lúc, Bùi Văn Tuyên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, là Lý Dung về rồi. Lý Dung vừa trở về thì đã ở trong phòng nổi nóng, chàng xem xem mấy tên chó dại trong tay chàng đi. Lý Dung dường như là ở trên triều đình bị uất ức, nàng mắng hắn, không ngừng nhìn chằm chằm Thôi Ngọc Lang, Thôi Ngọc Lang đi tuần sát Tịnh Châu, tiền trảm hậu tấu Lý Nam là hắn không đúng nhưng lúc đó hắn ta không giết người thì không về được, ngự sử đài có thể cho bậc thang không, nhất định phải chém Thôi Ngọc Lang thì mới bỏ qua đúng không? Bùi Văn Tuyên lặng lặng nghe, hiểu rõ đây nhất định là nàng đang tạo ra mâu thuẫn với hắn. Trong lòng Lý Dung tức giận, sau khi nổi nóng, thấy Bùi Văn Tuyên ngồi bên cạnh bàn giống như là đang đợi nàng ăn cơm, trong lòng nàng trở nên mềm nhũn đi một chút, chỉ đợi Bùi Văn Tuyên dỗ nàng. Trên triều đình hắn không nhường nàng nhưng ở nhà thì trước sau vẫn luôn dỗ dành, nàng ngồi xuống, thấy hắn không nói lời nào thì lại nói, chàng có nghe không? Ngày mai chàng đi nói với ngự sử đài một chút, cũng không phải là chuyện lớn gì, cho chút thể diện đi. Triều đình tự có quy tắc chuẩn mực, Bùi Văn Tuyên nhìn ngẫm ra một thái độ thích hợp nhất, làm ra vẻ bằng mặt không bằng lòng, đối mặt với sự nổi giận của Lý Dung, hắn nhất định phải bày ra tư thái chính trực từ chối, điện hạ tự mình đi nói với ngự sử đài là được, tìm thần làm gì. Lý Dung nghe nói như thế thì trợn to mắt, chàng nói cái gì? Chàng dám nói như vậy với ta? Quả nhiên, nàng vô cùng ngang ngược. Trong lòng Bùi Văn Tuyên có kết luận, hắn cười lạnh, đứng dậy phất tay áo rời đi. Lý Dung cầm đũa, quay đầu nhìn thoáng qua đồng nghiệp ở bên cạnh, trên đầu đồng nghiệp toát mồ hôi lạnh, hắn vội nói, hôm nay công tử ra ngoài nghe kể chuyện, nghe được cái gì mà công chúa bá đạo. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Dung thay đổi, nàng có nghe nói đến câu chuyện này. Nàng dương mắt nhìn về phía ngoài phòng, Bùi Văn Tuyên đã đi xa. Tô Dung Khanh, quả nhiên hắn vẫn để ý. Lý Dung nhất thời nhục trí, nàng cũng không dám trách cơn giận đột nhiên xuất hiện này của Bùi Văn Tuyên. Nàng ăn mấy miếng cơm rồi đến thư phòng bình tĩnh một lúc, suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng vẫn quyết định ban đêm nhẹ nhàng với Bùi Văn Tuyên. Xưa này tính tình của Bùi Văn Tuyên không tệ, tức giận như vậy thì chắc hẳn trong lòng buồn bực đến phát hoảng. Sau khi nghĩ kỹ, nàng giải quyết chính sự đến tối, sau đó đi đến bể tắm tắm cho mình thơm ngào ngạt, thư giãn tinh thần, rồi tùy ý lấy một chiếc áo mỏng khoác lên, đi vào phòng. Bùi Văn Tuyên đang ở trong phòng suy nghĩ chuyện sau này, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Dung mặc một chiếc áo lụa mỏng, vén tóc đi vào. Y phục này rất mỏng, gần như có thể xuyên qua lớp áo trông thấy cái yếm ở bên trong. Nữ nhân này mặc dù đanh đá nhưng trái lại tư thái vẫn rất xuất sắc, mặc thành như vậy, giả vờ lơ đãng vén tóc đi vào phòng loại XUN tình vừa thanh khiết vừa hát A à còng em mừng muốn, vô thức lộ ra này mới là thứ chiêu chọc người ta nhất. Bùi Văn Tuyên cảm thấy hơi có phản ứng, nhớ tới Đỗ Vân Tu, mà tiên sinh kể chuyện nói, hắn lập tức có chút oán hận. Chắc hẳn là nữ nhân này mượn những thủ đoạn đó nên quá khứ mới khống chế được hắn. Nhưng hôm nay hắn không hề mê luyến nàng, hắn rất tỉnh táo. Lý Dung đi vào phòng, Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, nàng biết hắn cực kỳ tức giận, khẽ ho một tiếng rồi giả vờ quan tâm nói, cái đó, còn chưa ngủ à? Không liên quan đến điện hạ. Bùi văn tuyên cúi đầu, nhìn tấu trương trước mặt. Lý Dung ngồi đối diện hắn, đôi mắt lặng lặng nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt đó rất đẹp, cứ nhìn như vậy cũng làm cho người ta thay lòng đổi dạ. Bùi văn tuyên cảm thấy quả nhiên trước kia mình vẫn luôn bị nàng khống chế, ít nhất thì thân thể này bị nàng khống chế rất chặt. Chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận lại khó xử, hắn lạnh mặt không nói lời nào, Lý Dung đưa tay qua giữ chặt áo của hắn lắc lắc bùi ca ca. Bùi văn tuyên cứng đờ, Lý Dung làm nũng, chàng nhìn ta đi, đừng tức giận nữa mà. Người trước và người sau hai mặt, ngược lại thật sự là bỏ được tư thái. Trong lòng bùi văn tuyên cười lạnh, hắn đã biết ý đồ của đối phương, ngẩng đầu lên, hắn mang theo một chút trào phúng nhìn nàng, muốn thần giúp người xử lý ngự sử đại ư. Lý Dung nhanh chóng gật đầu, nghĩ rằng Bùi Văn Tuyên đang tỏ ý làm hòa. Ngự sử đài cũng không được tính là chuyện lớn gì nhưng Bùi Văn Tuyên muốn giúp nàng, đây không phải là làm hòa thì là cái gì. Bùi Văn Tuyên buông bút trong tay xuống, khẽ dựa vào ghế sau lưng, nếu đã muốn quyến rũ thần thì phải có chút thành ý. Lý Dung hơi mờ mịt. Bùi Văn Tuyên vỗ vỗ chân mình, trong mắt đều là sự trào phúng và lạnh lùng kiêu ngạo, lên đây, tự mình động. Sắc mặt Lý Dung rất khó coi, ánh mắt nhìn hắn một lời khó nói hết. Xem ra Điện Hạ cũng chỉ có được như vậy, Bùi Văn Tuyên mỉm mai mở miệng, thần còn tưởng rằng Điện Hạ bỏ được tư thái thế nào. Người cho rằng chuyện quá khứ dễ dàng xóa bỏ như vậy sao? Lý Dung, Bùi Văn Tuyên cười lạnh, từ hôm nay trở đi người đừng mơ chuyện như vậy nữa. Thần cũng không phải là Bùi Văn Tuyên trước kia mặc cho người ức hiếp đâu. Xong rồi xong rồi xong rồi. Lý Dung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra, nghĩ đến rốt cuộc tiên sinh kể chuyện kia đã biên soạn ra những gì mà lại làm Bùi Văn Tuyên trở thành như vậy. Bùi Văn Tuyên nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, thấy đã đạt được mục đích, hắn đứng dậy muốn đi. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đứng dậy thì nhanh chóng đứng lên ấn hắn lại, vội nói ta động, ta tự mình động, chàng đừng nóng này. Người làm gì vậy? Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung kéo y phục của hắn thì nhất thời trở nên căng thẳng, Lý Dung ấn hắn ngồi lên ghế, vừa kéo quần áo của hắn vừa giảng CSN mùi lên. Bùi văn tuyên luống cuống, dãy dụa nói, buông ra. Người đừng chạm vào thần, không biết xấu hổ, Lý Dung. Lý Dung lôi kéo hắn, hắn không tiện đầy một nữ nhân như Lý Dung, nàng mặc quá ít, đụng vào chỗ nào cũng không đúng. Hơn nữa lại mơ hồ có một lực cản không biết tới từ đâu khiến hắn theo bản năng không muốn làm nàng bị thương mà Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên vào lúc này rồi mà còn lo lắng cho mình là biết có hy vọng, nàng nhanh chóng dùng các loại thủ đoạn, làm việc trong tiếng mắng của Bùi Văn Tuyên. Lý Dung người không biết liêm sỉ, người hạ lưu, người đừng chạm vào quần áo của thần, thả thần ra, đừng đụng vào chỗ đó của thần, người đừng. Mọi chuyện đột nhiên xong hết, Bùi Văn Tuyên thoáng im bặt. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lý Dung đưa tay vòng lấy cổ hắn tự mình dùng lực, cười tùm tìm hỏi hắn ta đừng làm gì. Bùi Văn Tuyên nói không ra lời. Hắn siết chặt thành ghế. Hắn xem như hiểu rõ bản thân mình trước kia gặp hạn thế nào rồi, nữ nhân này. Nữ nhân này thật là thoải mái. Cuối cùng Bùi Văn Tuyên vẫn khuất phục ngắn ngủi với DC vọng của mình, hắn nghĩ, nắm bắt thời khắc trước đã, ngày tháng còn dài. Hai. Bùi Văn Tuyên sâu sắc kiểm điểm sai lầm của mình. Sắc đẹp làm hại con người, cuối cùng hắn đã hiểu hắn cũng không biết mình làm sao đồng ý với lý dung chuyện giúp nàng giải quyết ngự sử đài. chờ đến ngày hôm sau tảo chiều thì đây đã trở thành kết cục đã định. mặc dù hắn và lý dung như nước với lửa nhưng đã đồng ý thì phải làm được. chốt phong độ quân tử ấy hắn vẫn phải có. hắn từng chút một tìm kiếm thói quen sinh hoạt, về cánh của mình lúc bình thường, sau đó dặn dò chuyện thôi ngọc lang. người đi theo hắn trong ngự sử đài thở dài, chỉ nói đại nhân vẫn cúi đầu với điện hạ đây là một lần cuối cùng bùi văn tuyên nghe xong lời này thì lập tức phát ra tiếng hướng về phía có người đưa ra lời cam đoan lần sau không thế nữa sau này ta sẽ không bị yêu phụ này mê hoặc nữa các vị đại thần yên tâm đi bùi văn tuyên vỗ vỗ bà vai của vị đại thần ở gần mình nhất sau này ta sẽ không thù hạ lưu tình với ngài ấy ngài cũng chưa từng thù hạ lưu tình với ngài ấy bao giờ mà đám người nhẫn nhịn hồi lâu rất muốn hỏi Bùi Văn Tuyên xem, trước kia chưa bao giờ vì chuyện tình cảm mà bảo bọn họ nhượng bộ lý dung, hôm nay lại phá lệ, nhìn dáng vẻ cảnh xuân đầy mặt tinh thần tỏa sáng của hắn, chắc là tình cảm phu thê tiến thêm một phần, như vậy mà còn dám nói sau này sẽ không thù hạ lưu tình, ư? Ừ. Sợ là tình cảm càng ngày càng tốt ấy nhỉ? Nhưng đám người nhẫn nhịn không dám hỏi những lời này, Bùi Văn Tuyên nói cái gì thì chính là cái đó. Bùi Văn Tuyên thấy đám người không nói lời nào có rất nhiều lời muốn nói lại thôi, hắn nghĩ, có lẽ là mọi người vẫn chưa đủ tin tưởng hắn. Không sao, sau này hắn sẽ chứng minh với bọn họ, hắn không phải bùi văn tuyên vì tình yêu mà cúi đầu kia nữa. Nam nhân, sao có thể vì tình yêu mà làm nhục mình được? Trong lòng bùi văn tuyên cười lạnh, hắn đi ra cửa, vừa ra khỏi ngự sử đài thì nhìn thấy một thanh niên tuấn nhã đứng ở cổng. Hắn ta có bề ngoài tốt, nhìn chính là kiểu khiến nữ nhân yêu thích, thấy Bùi Văn Tuyên đi ra, hắn ta vội vàng chào hỏi Bùi đại nhân. Bùi Văn Tuyên dừng bước nhìn về phía đối phương. Thôi Ngọc Lang tiến lên cung kính nói, chuyện của Thôi Mỗ đã khiến Bùi đại nhân phí tâm rồi. Thôi Ngọc Lang. Bùi Văn Tuyên lập tức đoán được, hắn gật đầu tiện tay mà thôi. giúp được thì ta vẫn phải giúp. Thôi Ngọc Lang cười cười, hắn ta lấy ra một hộp đan dược từ trong hộp chính là chuyện lần trước. Bùi Văn Tuyên dương mắt nhìn hắn ta. Thôi Ngọc Lang cười cười, thuốc này tan trong nước, không màu không vị, điện hạ uống vào sẽ không nhận ra được. Việc này chỉ có trời biết đất biết, ngài biết ta biết, ta biết gần đây điện hạ bận rộn, ảnh hưởng với quan hệ của hai người. Dùng hay không dùng là do ngài. Thôi Ngọc Lang bỏ hộp thuốc vào trong tay Bùi Văn Tuyên, có đôi khi dùng thủ đoạn đặc biệt cũng không phải là sai. Ngài cũng đừng quá cứng nhắc. Ta hiểu, Bùi Văn Tuyên cắt ngang lời Thôi Ngọc Lang khuyên hắn, nếu như ngay từ đầu không hiểu rõ thuốc này là cái gì thì bây giờ còn có cái gì không rõ. Tất nhiên là hắn và Lý Dung đã như nước với lửa, thuốc này chính là hắn muốn lấy từ thôi Ngọc Lang độc chết Lý Dung. Hắn đã không phải là mô hạ A mông sao nữa, tuyệt đối không mềm lòng. Sao y nói đến danh tướng của nước ngô trong Tam Quốc, Lữ Mông, sau này dùng để chế nhạo những người thiếu hiểu biết. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thôi Ngọc Lang, thuốc này chỉ cần bỏ vào trong nước là được đúng bao lâu phát tác chưa đầy một lúc có thuốc giải không không có ngài yên tâm việc này chắc chắn thành công sau khi phát tác thì phản ứng ra sao trước đó sẽ cảm thấy hô hấp không thông mặt đỏ thờ hồn hển thân thể nóng lên sau đó ánh mắt thôi ngọc lang mang ý tứ sâu xa không cần ta nói nữa chứ bùi văn tuyên hiểu rõ chết dù sao cũng không dễ nói ra như vậy có kiêm kỵ khác không cái này, Thôi Ngọc Lang thấy vẻ mặt hận thù cay đắng của Bùi Văn Tuyên thì luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Một viên xuân dược thôi mà vì sao phải nghiêm túc thế? Trước đó Bùi Văn Tuyên nói với y rằng gần đây Lý Dung quá bận rộn, hoàn toàn không có lòng với tình yêu, y mới nghĩ đến biện pháp này. Chỉ là lần trước nhắc đến thì bị Bùi Văn Tuyên mắng, bây giờ nhận lấy. Cũng là một chuyển biến to lớn, nghiêm túc cũng là bình thường. Thế là thôi Ngọc Lang vỗ vỗ bả vai Bùi Văn Tuyên, an ủi cũng không có gì đừng mang gánh nặng trong lòng quá lớn là được ba nói là đừng mang gánh nặng trong lòng quá lớn nhưng khi bùi văn tuyên trông thấy lý dung vào nhà hắn vẫn cảm thấy do dự đoán chừng dù sao cũng là thê tử của hắn nhiều năm như vậy dù nàng lừa hắn hại hắn tư thông với người khác hận hắn tận xương nhưng bùi văn tuyên nhìn cai chén đã được bỏ thuốc ở bên cạnh trong lòng có chút nhói nhói hình như hắn vẫn động lòng với nàng nhưng không thể như vậy được. Bùi Văn Tuyên lạnh mặt, tâm tư nàng áp độc. Nếu như không diệt trừ nàng thì ngày sau sợ là đêm dài lắm mộng. Nếu như trước đó hắn đã cùng tôi Ngọc Lang xác định kế hoạch ám sát thì chấp hành là được. Trong lòng Bùi Văn Tuyên nghĩ xong, Lý Dung đi vào nhà, cởi áo ngoài, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, nàng không khỏi cười nói, làm sao vẫn không vui? Không có gì, chỉ nghĩ chuyện trên chiều. Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên cười cười, đêm qua là thần không đúng, thần đền bù cho người nhé. nói xong, bùi văn tuyên bưng lên chén trà đã bỏ thuốc, kính xin điện hạ uống chén trà này, xem như là tha thứ. lý dung nghe bùi văn tuyên cúi đầu nhận sai dỗ dành nàng thì nhẹ nhàng cười cười, cũng không phải là chuyện lớn gì, ta cũng không ngờ chàng sẽ giúp ta xử lý ngự sử đài. lý dung nói xong thì bưng chén trà, hoàn toàn không nghi ngờ gì mà uống thẳng. bùi văn tuyên ngẩn người một loạt lý do thoái thác mà trước đó hắn chuẩn bị đều không cần dùng, nàng lại tin tưởng hắn như vậy. Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút không biết làm sao nhưng nếu như trước khi mất trí như hắn đã chuẩn bị giết nàng thì tất nhiên là đã có quyết định, hắn không thể làm loạn. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên ngẩn ra thì đưa tay lay lay trước mặt hắn, chàng sao vậy? Chúng ta, Bùi Văn Tuyên dương mắt nhìn nàng, trong mắt có chút bi thương, trò chuyện một lần cuối cùng đi. Lý Dung mờ mịt, một lần cuối cùng người sắp chết rồi, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc. Lý Dung nhíu mày, sao lại nói như thế? Người có cảm thấy hô hấp khó khăn không? Bùi Văn Tuyên nói xong, Lý Dung liền cảm thấy nóng lên, hơi thở của nàng không nhịn được mà có chút gấp rút, thân thể bắt đầu có phản ứng khác thường. Nàng muốn lùi lại một bước, kết quả vừa lùi lại thì dưới chân đã mềm nhũn. Bùi Văn Tuyên theo bản năng ôm lấy nàng, đỡ nàng, nhìn nàng ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt ánh nước trong veo, chàng. Đã cho ta uống cái gì? Độc dược. Bùi văn tuyên để Lý Dung ngồi lên ghế, đôi mắt lẳng lặng ngóng nhìn nàng như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Lý Dung nắm lấy thành ghế, bị hắn làm cho tức cười. Độc dược. Nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp loại độc dược này. Nhưng trực giác của nàng cảm thấy bùi văn tuyên có chút không bình thường, nàng không vạch trần hắn mà nhìn chầm chầm hắn, chỉ nói, ồ người cho rằng thần sẽ không giết người sao bùi văn tuyên thấy vẻ mặt của nàng mang theo mấy phần trào phúng giống như không tin hắn nhất thời tức giận đưa tay giữ cầm nàng dựa vào cái gì dựa vào gương mặt này của người sao chàng vì sao lại giết ta thuốc này hơi mạnh lý dung nói chuyện cũng có chút không rõ ràng nữa nhìn bùi văn tuyên ở trước mặt giống như người đói khát trông thấy một miếng thịt mỡ trắng bóng chỉ muốn nhào tới gặm chỉ là nàng đã quen tự kiềm chế thế là nàng vẫn tiếp tục phối hợp với Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, người còn dám hỏi thần ư. Người tư thông với Tô Dung Khanh, lợi dụng thần, bây giờ đối địch với thần, lúc nào cũng nghĩ đến việc giết thần, bình thường làm nhục thần đủ kiểu, thần là trượng phu của người nhưng không nhận được một chút quý trọng nào, thần không nên giết người sao. Một chuỗi câu hỏi này làm cho Lý Dung mờ mịt, nàng nhắm mắt lại, chỉ hoãn một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bùi văn tuyên lần đầu tiên đời này chúng ta làm ở đâu người cho rằng người dụ dỗ thần thì thần sẽ bỏ qua cho người sao bùi văn tuyên cười lạnh hết hy vọng đi thần đã sớm không còn tình cảm với người nữa rồi lý dung nghe lời bùi văn tuyên nói liên tưởng đến hành động của bùi văn tuyên trong mấy ngày gần đây thì nổi lên một suy đoán nàng nhìn chằm chằm vào bùi văn tuyên có phải chàng đụng hỏng đầu óc rồi không ha ha Bùi Văn Tuyên trào phúng, người còn muốn lừa ta à? Lý Dung nhìn dáng vẻ của Bùi Văn Tuyên, nàng nhắm mắt lại, không thể tức giận, không nên tức giận với người đầu óc có bệnh. Qua rất lâu, nàng vỗ thành ghế hô lớn một tiếng, người đâu? Gọi đại phu tới. Hết hy vọng đi. Bùi Văn Tuyên đứng dậy, có chút thương hại, thuốc này không có thuốc giải. Không có thuốc giải. Lý Dung đổ mồ hôi giống như được vớt ra từ trong nước, nàng nhìn chăm chăm vào Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt nàng mà trong lòng có chút đau, lại có chút khó chịu. Lúc này tĩnh mai đẩy cửa đi vào, cung kính nói điện. Lời còn chưa dứt thì nàng ấy đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ ngây người. Bùi Văn Tuyên đứng trong phòng nhìn Lý Dung, hơi dương cầm, hành động ngạo mạn, ánh mắt thương xót lại thống khổ. Mà Lý Dung ngồi trên ghế thì nắm chặt lấy thành tay vịn, trên người đều là mồ hôi, ngắt gao nhìn chầm chầm Bùi Văn Tuyên. Điện hạ, Tĩnh Mai có chút trần chờ, Lý Dung nghiến răng nghiến lợi, trói phò mã lên trên giường cho ta, lập tức. Tĩnh Mai biết tình hình không bình thường thì lập tức ra ngoài gọi người. Bùi Văn Tuyên thở dài, cần gì dẫy dụa chứ, dù sao cũng phải chết. Lý Dung nghe được mà cười lạnh, thị vệ xông vào đè Bùi Văn Tuyên trói chéo tay hắn lên giường. Chờ sau khi trói xong rồi, Lý Dung cho người lui xuống. Bùi Văn Tuyên cao mày nhìn Lý Dung vừa xê ở đồ vừa đi tới, hắn có chút bất an sao người vẫn không chết chết hả lý dung cười lạnh chờ đầu óc chàng tỉnh táo lại ta xem xem chàng chết như thế nào bốn hắn chết rồi trải qua một phen mây mưa hắn cảm thấy bản thân mình gần như chết trên người nữ nhân này rồi sao thuốc lại không độc chết nàng chứ bùi văn tuyên nằm trên giường nhớ lại cảm giác vừa rồi mà còn có chút không rõ Lý Dung đứng dậy mặc quần áo rồi gọi người đi vào, cho người đi kêu đại phu. Lần trước bình hoa đụng hỏng đầu chàng rồi. Lý Dung đè thấp giọng nói, để tiết thần y ra tay đi. Đụng hỏng rồi. Bùi Văn Tuyên cười lạnh, biết hắn mất trí nhớ nên muốn dùng cách này lừa hắn à. Hắn cũng không phải là trẻ con ba tuổi. Bọn họ làm trò rất trọn vẹn. Chưa được một lúc thì một ông lão đi vào, khám bệnh cho hắn, cuối cùng xác định trong đầu hắn có máu ứ đỏng, mất đi ký ức, có hai cách, hoặc là trải qua sự ca một trên thích từ bên ngoài để nhớ lại, hoặc là cần châm cứu mới có thể khôi phục lại ký ức. Nhưng châm cứu vô cùng nguy hiểm, tốt nhất vẫn là có thể tự mình nhớ lại, thuận theo suy nghĩ của hắn, cùng hắn đánh thức ký ức đi. Sau khi tiết thần y đề nghị đơn giản thì Lý Dung đưa ra quyết định. Đương nhiên nàng không thể để bùi văn tuyên mạo hiểm được, vì vậy nàng phải đánh thức ký ức của hắn. Chờ sau khi tiết thần y rời đi, lý dung suy nghĩ một chút sắp xếp ngôn ngữ rồi khó khăn mở miệng văn tuyên ta là thê tử của chàng hừ bùi văn tuyên chào phúng mở miệng trước kia chúng ta yêu nhau chúng ta còn có con con bé tên là lý hi chàng rất thích con bé ồ ta và tô dung khanh là quá khứ bây giờ trong lòng ta toàn tâm toàn ý chỉ có chàng ha 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 chàng phải tin tưởng ta ha ha Bùi Văn Tuyên cười ra tiếng, vụng về, Bùi Văn Tuyên khịt mũi coi thường, kỹ năng diễn xuất quá vụng về. Lý Dung nghe thấy lời này thì lập tức đắng lòng, nàng quay người đi dặn dò Tĩnh Mai, vẫn nên châm cứu đi, châm chết thì thôi. Năm, châm chết. Đương nhiên không thể nào rồi. Lý Dung chỉ có thể kiên nhẫn kể chuyện quá khứ với Bùi Văn Tuyên. Đồng thời đi làm rõ, thuốc là do ai đưa, Bùi Văn Tuyên từng lén lút làm gì? sau khi biết được thuốc đến từ thôi ngọc lang lý dung quyết định trục xuất y ra khỏi kinh thành dọa thôi ngọc lang đến phủ công chúa trong đêm nước mắt mũi tèm lem cầu xin lý dung lý dung nhìn hắn ta chỉ nói cơ hội duy nhất để ngươi ở lại chính là làm cho bùi văn tuyên khôi phục lại bình thường thôi ngọc lang nhanh chóng đồng ý miệng đáp lời sau đó hắn đi xem bùi văn tuyên gần đây bùi văn tuyên cảm thấy sinh mệnh của mình có chút nguy hiểm luôn muốn chạy lý dung không thể không giam hắn lại thôi ngọc lang vừa vào phòng là đã nhìn thấy bùi văn tuyên lạnh lùng ngồi sau đống công văn thôi ngọc lang kiên trì đi vào bắt đầu giảng giải cho bùi văn tuyên nghe về câu chuyện tình yêu tốt đẹp của hắn và lý dung bùi văn tuyên tựa như là đã chấp nhận thôi ngọc lang thở phào nhẹ nhõm ta hiểu rồi ta sẽ đối tốt với công chúa bùi văn tuyên gật đầu thôi ngọc lang và lý dung trốn sau cửa đều rất vui mừng Bùi Văn Tuyên tiễn Thôi Ngọc Lang đi ra cửa, Thôi Ngọc Lang hết sức cao hứng, chờ đi đến cửa, Bùi Văn Tuyên nắm chặt tay Thôi Ngọc Lang giao một tờ giấy cho Thôi Ngọc Lang. Thôi Ngọc Lang cầm được tờ giấy trong tay thì cứng đờ người, Bùi Văn Tuyên nghiêm túc gật đầu rồi quay người đi. Chờ sau khi Bùi Văn Tuyên đi về, Thôi Ngọc Lang mở tờ giấy ra thì thấy trên đó viết, giờ mão ngày mai, công chúa đi ngang qua hẻm Chu Tước, bố trí mai phục Chu Sát. Trông thấy mấy hàng chữ này, Thôi Ngọc Lang suýt nữa quỳ xuống. Bệnh này ai mà trị được chứ? 6. Thôi Ngọc Lang thất bại nhưng cũng miễn cưỡng ở lại Hoa Kinh, chỉ là bị phạt 3 năm không được đi thanh lâu, mất đi tiểu tỷ tỷ mà hắn ta yêu thương. Thôi Ngọc Lang không được, chỉ có thể tự mình lý dung lên. Nàng dẫn Bùi Văn Tuyên làm quen với nơi ở của bọn họ. Đây là nơi ta trang điểm, chàng thường giúp ta trang điểm. Đây là nơi chàng đọc sách. Đây là cây bút chàng thích nhất. Đây là... Đây là cái gì? Bùi Văn Tuyên lấy ra ván giặt đồ từ gầm giường. Lý Dung nhẫn nhịn hồi lâu. Nàng không biết bây giờ mà nói với hắn thì bệnh tình có thể chuyển biến tốt hay không nhưng cũng không thể lừa hắn. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng trả lời ván giặt đồ chàng quỳ lúc phạm lỗi. Hừ... Nàng biết ngay mà, không nên nói. Lý Dung dẫn Bùi Văn Tuyên đi dạo ở nơi bọn họ sinh hoạt, càng đi càng trột dạ. Toàn bộ phủ công chúa đều lấy nàng làm trọng tâm mà xây dựng, vết tích của bùi văn tuyên cũng không nhiều trong cuộc sống của hắn dường như tất cả đều là nàng hắn chỉ có một thư phòng tất cả những thư khác đều dung hợp với nàng bùi văn tuyên nhìn lý dung giới thiệu với hắn về cuộc sống thường ngày của bọn họ hắn không nhịn được mà nhíu mày người như vậy mà cũng tính là yêu thần ư đâm vào tim rồi lý dung đột nhiên ý thức được quả thật nàng không đủ quan tâm bùi văn tuyên thật ra nàng cũng chỉ ý vào tình cảm tích lũy nhiều năm thôi nàng đột nhiên rất muốn biết nếu như làm lại một lần thì bùi văn tuyên vẫn sẽ thích nàng chứ nàng ngước mắt nhìn bùi văn tuyên bùi văn tuyên thấy ánh mắt của nàng thì nhất thời có chút sợ hãi nàng làm gì thôi vậy nàng cười lên trước kia như thế nào cũng không sao cả từ hôm nay trở đi chàng yêu ta lại lần nữa là được người nghĩ hay lắm bùi văn tuyên lập tức đáp trả lý dung cúi đầu cười một tiếng trái lại cũng không quá để ý điểm tốt nhất của nàng chính là vô cùng có lực chấp hành. Từ khi nàng quyết định đối tốt với Bùi Văn Tuyên thì nàng đã bắt đầu chấp hành. Biết hắn thích cái gì, nàng thay hắn chuẩn bị tất cả. Bút giấy nghiên mực mà hắn dùng đều do nàng lựa chọn tỉ mỉ, quần áo hắn mặc cũng là nàng xử lý cẩn thận. Hắn thích sách, nhất là bản giới hạn, nàng bắt đầu cung nhiều tiền tìm cho hắn. Dùng huân hương hắn thích, mua thêm đồ hắn yêu. Nàng làm cố gắng, bùi văn tuyên cũng thấy trong tim mỗi ngày cùng nàng thượng triều cùng nàng hạ triều nghe tất cả mọi người nói bọn họ từng vô cùng ân ái thần tiên quyến lữ hắn cũng bắt đầu nghi ngờ có phải hắn sai rồi không theo số lần hắn động lòng thì sự hoài nghi này càng ngày càng sâu sắc hắn phát hiện ra bản thân thường nghĩ đến nàng thường mong nhớ nàng thường quan tâm nàng quả nhiên hắn đã bị nàng khống chế rất sâu rồi bùi văn tuyên chán ghét bản thân mình như vậy thế là hắn chưa từng biểu hiện, bình thường với đồng liêu bằng hữu thì xem như là ôn tồn lễ độ, duy chỉ có đến trước mặt Lý Dung là có thể khiến nàng tức điên bất cứ lúc nào. Hai người thường xuyên nằm trên một giường cãi nhau, mỗi lần cãi nhau, Lý Dung sẽ bảo Bùi Văn Tuyên cút xuống giường. Bùi Văn Tuyên cảm thấy, nàng bảo hắn cút là hắn cút, chẳng phải là hắn rất mất mặt à. Thế là hắn chiếm cả chiếc giường, không cút, Lý Dung không có cách nào với hắn, nàng ngồi dậy đẩy hắn một tới hai lui hai người bắt đầu đẩy nhau hành vi như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn lý hy được sắp xếp mỗi ngày đi gặp bùi văn tuyên phải kể với bùi văn tuyên chuyện trước kia của con bé và bùi văn tuyên cố gắng gợi lên tình cha của bùi văn tuyên bùi văn tuyên thấy lý hy giống như cục bột nếp ngược lại cực kỳ thích nhưng hắn sợ đây là mưu kế của lý dung nên cũng chỉ biểu hiện lạnh nhạt chồng lý hy cũng không thèm để ý hai cha con vẫn xem như là tương kính như tân mãi đến có một ngày Lý Hy trông thấy Lý Dung và Thôi Ngọc Lang đứng ở cửa nói chuyện, cô bé đi ra phía trước đúng lúc nghe thấy Thôi Ngọc Lang trêu chọc. Điện hạ đừng quá lo lắng, nếu như phò mã thực sự không nhớ ra thì hòa ly rồi đổi người khác là được. Nghe thấy lời này, Lý Hy xoay người chạy, một mạch chạy về nội viện, bắt lấy tay bùi văn tuyên khóc lên. Phụ thân, Lý Hy thốt thít, thúc thúc xinh đẹp nói với nương, nếu như người không nhớ lại nữa thì sẽ hòa ly với người, tìm cha dượng cho con, bùi văn tuyên thấy Lý Hy khóc, nghe thấy lời Lý Hy nói thì lập tức giận dữ. Hắn còn sống đấy, vậy mà đã có người ngấp nghé thê tử của hắn, ức hiếp nữ nhi của hắn như thế. Muốn nhịn cũng không thể nhịn được, Bùi Văn Tuyên đưa tay lấy kiếm trên tường, rút ra rồi quay đầu nhìn về phía Lý Hy, đi, phụ thân đưa con đi trả thù. Vừa dứt lời, một cái bình hoa ở trên kệ bị kiếm chọc vào lay động thật lâu đong đưa qua lại, ầm, một cái nện vào đầu Bùi Văn Tuyên. Lý Hy lộ vẻ khiếp sợ, Hồ lớn một tiếng, phụ thân. Tám bùi văn tuyên tỉnh dậy, hắn nằm trên giường, sau khi nhớ lại tất cả những gì mình từng làm, hắn cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, hắn xong rồi. Qua hồi lâu, nghe thấy tiếng Lý Dung đi vào phòng, hắn mang theo cái đầu bị quấn băng gian nan bò dậy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.